hiện tại thì mình đang là làm cho cái nó nóng lên để chút tí nữa mình cho cà từ trên này nè. Đó, cà ở trên nước tẻo này, cà trên nước tẻo này nó mình chả gạt hay là nó xuống cái lòng rang này, nhưng mà lòng rang này đang nóng, mình đang gia nhiệt cho cái lòng rang này nó ở mức độ đây là cái hiển thị nhiệt độ ở trong cái lòng rang này. Đang hiện tại là 211. 222 có nghĩa là hạn giờ, mình hạn giờ 222 đó là tự động ra cho mình, nó tắt đi. Tắt đi là mình nó không còn lên ra nữa tại vì đã hạn giờ rồi. Rồi mình tắt đi để cho nhiệt nó giảm xuống ở 200, mình trạc ở là 200. Cái màn hình này là nó đang biểu thị nhiệt độ độ của cái lòng rang đó. Nói chung là cái đồng hồ đó với đồng hồ này giống nhau, đây là cái biểu thị nhiệt độ đang đi xuống này. Nó đang 200 đang đi xuống này. Đây mình sẽ lấy lửa nè. Đó, lấy lửa để cho cái này đạt cái mức độ mình sẽ cho cà trên này vào. Rồi hiện tại thì mình đã cho cà vào rồi. Nhiệt độ đang đi xuống. Đây, nhiệt độ đang xuống nè. Sau khi rang xong đủ nhiệt độ thích hợp thì cà sẽ từ trong cái lòng rang này xả xuống cái lòng hút, lòng nguội.